Kính chào bà con và các bạn. Kiều Anh và Thanh Hải rất vui được gặp bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022. Chúc quý bà con đón một cái Tết thật đầm ấm vui tươi và năm mới an khang, sản xuất gặt hái được nhiều kết quả. Vâng, ngày đầu năm mới hẳn là mỗi gia đình đều có những chậu hoa cây cảnh để trưng trong nhà đúng không ạ? Và chương trình đầu năm mới ngày hôm nay, chúng tôi mời quý bà con cùng điểm qua những loài hoa mới triển vọng cho ngành hoa Lâm Đồng trong năm mới Nhâm Dần. Thưa bà con, năm nay nhu cầu trưng lá kiện trong những dịp Tết trở nên tăng cao hơn. Những loại kiện lá này còn có thể chơi quanh năm nên thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Và nắm bắt xu hướng này thì nhiều trang trại đã ngay lập tức chuyển đổi sang hướng đi phù hợp. Và những chậu kiện lá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn hay thậm chí là tiền triệu cũng đã và đang trở thành xu hướng lựa chọn trong dịp Tết Nguyên Đán. Trang trại Lan Dolly ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đã ngay lập tức chuyển đổi phần lớn khuôn viên nhà kính vốn trồng địa lan trước kia sang làm kiện lá. Mới chỉ non nửa năm 2021 trở lại đây, thế nhưng Dolly đã trở thành nhà cung cấp kiện lá lớn nhất thị trường Đà Lạt với hàng trăm ngàn đơn vị bán ra. Ở đây, bạn có thể tìm thấy nhiều giống kiện lá đang rất hot trên thị trường như Dương Sĩ Bạc, Dương Sĩ Hà Lan, Signonium, Hải Đường giống mới và hàng trăm loại lá hoa khác với đủ các sắc màu khác nhau. Nói chung là nó hơn hoa đó, tại vì bây giờ cái hàng lá rồi họ chơi nhiều. Nói chung là xu hướng thì chơi về lá thì bây giờ tự nhiên phong trào không à. Nên là lá, em thấy là hầu như ai cũng thích chơi lá. Chăm sóc thì nó sẽ dễ hơn hoa. Nói chung lá thì mình chăm sóc cũng đơn giản lắm, cũng không có phải cầu kỳ, không cần phải làm hoa. Hoa thì mình phải còn phân tưới các thứ là phải sao cho nó chú chút, nó đẹp hoa, nó không bị bầm. Nhưng mà lá thì đơn giản hơn một chút, nên là mình chăm sóc thì nó cũng dễ hơn. Không riêng Dolly, nhiều nông dân khác cũng ngay lập tức đón đầu xu thế và lập nên những trang trại kiện lá với đa dạng chủng loại, từ cây nhiệt đới đến cây ôn đới, từ phổ thông đến quý hiếm. Thì cái dòng cây cảnh nhiệt đới này thì hiện tại nó cũng trào lưu mới thôi chị ạ, cả cây nhiệt đới, cả kiện lá. Thì em thì cũng thích, tức là mình cũng đi trước cái phong trào của mọi người nhiều hơn. Thì từ giờ trở đi là mọi người sẽ chơi phong trào này khá là lớn. Mang vẻ đẹp riêng từ hình dáng lá, màu sắc, lại rất bền, dễ chăm sóc, nên nhiều người chơi cây cảnh rất yêu thích. Cảnh lá phù hợp với không gian sân vườn rộng rãi và cả không gian căn hộ khép kín. Mang màu xanh đến cho con người nên thực sự khá được ưa chuộng. Đây là một cái thị trường rất là có tiềm năng. Đặc biệt là cung cấp cho các cái thành phố lớn, các cái cư dân ở các cái thành phố cũng như là các cái địa bàn mà người ta có thể là có cái mong muốn là có những cái đa dạng về các cái cây cảnh. Thì đây tôi cho là một cái định hướng rất là đúng của các cái doanh nghiệp sản xuất hoa và họ đã nhập khẩu các cái giống hoa. Người chơi kiện lá ngày càng nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc các trang trại cần mở rộng quy mô sản xuất và việc liên kết cùng nhau để phát triển là điều tất yếu. Thời gian này, đâu đâu cũng nghe có người mua, bán kiện lá, đơn giản vì nó dễ tiếp cận, chăm sóc và đáp ứng được nhu cầu chơi của mọi người. Đây được xem là một thú chơi mới, một xu hướng mới trong thị trường hoa Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng. Xu hướng này cũng đang mở ra một lối đi mới cho nhiều nông dân ở Đà Lạt vươn lên làm giàu. Quả là những chậu kiện lá rất là xinh xắn phải không Kiều Anh? Và không biết là Kiều Anh đã kịp sắm sửa cho gia đình mình những chậu kiện lá như thế này chưa? Không chỉ dịp Tết đâu chị Thanh Hải, vốn là một người rất là yêu thích cây hoa nên là hầu như lúc nào trong nhà Kiều Anh cũng có một vài cây cảnh để chăm sóc. Cái thú chăm hoa thì có lẽ là những ai yêu hoa đều có thể hiểu được đúng không ạ? Vâng, chúng ta cần phải tỉ mỉ tưới tắm cho cây theo từng loại, chăm bón sao cho cây ra đúng màu, đúng vụ, vân vân và vân vân. Thế nhưng thì năm nay không chỉ có kiện lá lên ngôi, vào những ngày Tết thì nhiều giống hoa mới đã được đưa ra thị trường, cũng đã làm xao xuyến người tiêu dùng khi mua sắm. Kiều Anh nghe mà cũng nôn nao đấy ạ. Và ngay bây giờ, phóng viên Thúy Vi đang có mặt tại những vườn hoa sẽ cùng tiết lộ với chúng ta nhé. Xin mời Thúy Vi. Xin chào chị Kiều Anh và chị Thanh Hải. Nếu nhắc đến các loại hoa giống mới mà không nhắc tới công ty Đà Lạt Hatch Farm là một thiếu sót to lớn. Vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, Thúy Vi có mặt tại công ty Đà Lạt Hatch Farm sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu về một số giống hoa mới được công ty đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng trong dịp này. Xin chào ông Nguyễn Trọng Phu ạ. Thưa ông, năm nay thì công ty Đà Lạt Hatch Farm chuẩn bị những giống hoa mới nào để cung cấp ra thị trường ạ? Xin chào bạn.
Thì đầu năm 2021 thì ban giám đốc công ty đã quyết định thành lập một cái dự án là thử nghiệm và phát triển những cái giống mới. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đã kịp thời đưa ra thị trường là 9 cái sản phẩm giống mới. Đó là gồm cái hoa cúc, cúc gọi là cúc Matricaria, rồi hoa cẩm chướng mini, hoa Lepidium, hoa Trachelium và hoa dừa trống và một số sản phẩm khác. Chúng tôi có 3 cái bước thử nghiệm. Cái bước đầu tiên là giai đoạn thử nghiệm là test, gọi là first test. Thì ở cái giai đoạn này chúng tôi chỉ trồng và đánh giá nội bộ. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ qua cái bước đánh giá nội bộ thì chúng tôi sẽ chọn ra những cái giống mà nó có cái tiềm năng. Sau đó chúng tôi sẽ đưa vào một cái giai đoạn thứ hai, chuyển sang một cái giai đoạn thứ hai gọi là tiền thương mại, gọi là pre-commercial. Thì ở cái giai đoạn này thì chúng tôi sẽ tiến hành là giới thiệu ra các cái khu vực bán hàng của công ty để mà tiến hành test và thăm dò cái phản ứng của cái phản hồi của khách hàng nó như thế nào. Dựa vào đó thì chúng tôi sẽ triển khai cái kế hoạch sản xuất thương mại, có nghĩa là đưa ra đại trà. Vâng ạ, với những cái giống hoa mới này thì nếu mà đưa ra cho người nông dân trồng đại trà thì có khả quan hay không ạ? Tôi nghĩ thì nó cũng có khả thi. Nhưng mà các bạn biết là đối với một cái giống mới để mà tiếp cận với nó, để làm như thế nào, từ tiêu chí của Đà Lạt Hát Farm là gì? Là mang đến cho khách hàng của Đà Lạt Hát Farm cái chất lượng tốt nhất. Và đồng thời chúng tôi cũng mang làm sao đó để tạo ra cái năng suất tốt nhất để nó làm giảm cái giá thành. Đó, cho nên là đối với một cái giống mới, những cái giống mới thì cái thử thách đầu tiên là gì? Thứ nhất là cái điều kiện trồng nó có thể nó khác với cái điều kiện mà cái nơi bản xứ của nó. Cái thứ hai là chúng tôi phải hoàn thiện cái quy trình sản xuất. Thì ở đây đội ngũ cán bộ kỹ thuật chúng tôi thì cũng có cái kinh nghiệm rất là lâu năm. Và thứ hai là chúng tôi cũng làm việc rất là chặt chẽ, gần gũi với những cái nhà mà cung cấp giống, những cái nhà trồng giống hàng đầu, họ cung cấp sản phẩm của họ để kết nối với nhau để làm sau đó hoàn thiện cái quy trình tốt nhất nhằm là mang lại cái năng suất và chất lượng hoa tốt nhất. Cho nên đối với nông dân thì tôi nghĩ là cũng có cái giai đoạn, phải có cái giai đoạn, tại vì cái điều kiện ưu việt của chúng tôi bên cạnh những cái điều tôi nói thì cái hệ thống công nhà kính cũng như cái trang thiết bị đó và sản xuất của công ty chúng tôi thì nó tốt hơn bà con nông dân nhiều. Chính vì vậy khi mà đưa ra bà con nông dân thì tôi nghĩ nó phải có cái thời gian. Bà con cũng phải cần có tiếp cận thì mới đảm bảo được. Chứ còn không thì sẽ không đảm bảo được cái yếu tố như là cái tiêu chí của Hát Farm đưa ra là năng suất và chất lượng. Vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin đã cung cấp đến chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, hy vọng rằng là với những giống hoa mới này thì trong thời gian sắp tới, thành phố Đà Lạt của chúng ta sẽ có thêm nhiều giống hoa đặc biệt để cung cấp cho thị trường. Và bây giờ thì xin mời trở lại trường quay cùng với chị Kiều Anh và chị Thanh Hải. Quả là những loài hoa đẹp mắt phải không thưa quý vị và bà con? Thế nhưng nếu như chúng ta nhắc đến hoa mà không nhắc đến hoa ly thì quả là một điều thiếu sót đó Kiều Anh. Vâng, sẽ có ngay đây ạ. Những bông dây leo này chính là một loại ly mới, còn gọi là ly leo hay ly lửa. Năm ngoái thì quý vị vẫn còn phải mua một bó ly lửa với giá cả triệu đồng do nhập từ Nhật về. Còn năm nay thì chỉ cần 200.000 đồng đã sở hữu một chậu hoặc là một bó ly lửa rồi đấy ạ. Vâng, còn đây cũng là một loại ly mới, còn gọi là ly cá hồi với tên giống là Zelmira, cũng đã được trồng thành công ở Đà Lạt để đưa ra thị trường hoa Tết năm nay. Mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai giống hoa mới này nhé. Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Ngọc thành phố Đà Lạt là đơn vị nhập giống hoa ly ly lửa về khảo nghiệm từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Công ty đã nhập 4.000 củ giống hoa ly ly lửa từ Hà Lan về trồng tại trang trại công ty với diện tích 1.000 m2. Hoa ly ly lửa có tên gọi khác là ly ly lửa Nhật Bản, loa kèn lửa, hoa móng hổ, huệ lông đen, gia lan. Qua hơn một năm thử nghiệm, giống ly ly lửa đã có kết quả khả quan. Giá bán một chậu ly ly lửa chỉ vào khoảng từ 150.000, một cành 35.000. Đây là mức giá khá thích hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Còn giống hoa lily Zelmira hay lily cá hồi được bà Nguyễn Mai Anh ở phường 12 thành phố Đà Lạt mua giống từ công ty Linh Ngọc về trồng trong vườn. Zelmira là một loài hoa lai giữa Oriental và Trumpet, có màu sắc rất độc đáo và gần giống như màu cá hồi, mùi thơm mạnh và đang là xu hướng màu mới của năm nay, rất thích hợp để bàn trưng trong nhà những ngày Tết. Cái giống này thì thật sự ra thì rất là đạt.
Vì cái size ở size này thì nó tầm tầm là 3 tay mà mình trồng nó ra là 4 năm đều. Thì thấy rất là đạt, màu sắc cũng đẹp, nói chung là lạ. Hoa lily có tên khoa học chung là Lilium longiflorum, hoặc cũng được biết đến với cái tên hoa bách hợp. Có lẽ chính vì thế mà lily luôn luôn xuất hiện trong nhiều sự kiện trọng đại như cưới hỏi, lễ Tết. Nhu cầu cắm hoa ly tăng cao trong những ngày Tết, đòi hỏi các đơn vị phải tìm nhiều giống hoa mới để phục vụ nhu cầu của thị trường. Và dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm nay, nhiều gia đình đã kịp mang về những bó hoa ly với màu sắc đặc biệt để làm đẹp thêm cho không khí ngày xuân. Những giống hoa rất là mới lạ và hấp dẫn đúng không Kiều Anh? Và cũng trong những năm gần đây thì việc xuất khẩu hoa ngày càng được mở rộng, thì các giống hoa được nhập khẩu chính ngạch có bản quyền được chính quyền và người dân quan tâm hơn. Trong năm qua, để nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021-2025 đã được lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả. Với diện tích sản xuất hoa hàng năm khoảng 8.500 đến 9.000 hecta, do vậy nhu cầu giống của tỉnh Lâm Đồng rất lớn, khoảng 2,5 đến 2,8 tỷ hạt cây củ ngọt. Ngoài ra, thị hiếu người tiêu dùng luôn thay đổi theo thời gian, ưa chuộng các sản phẩm của nước ngoài với các giống hoa mới, màu sắc lạ nổi bật. Do đó, hàng năm phải nhập khẩu các giống mới để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Chính vì thế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã xây dựng đề án nhập khẩu và mua bản quyền giống rau hoa và làm việc với Cục Bảo vệ thực vật xin cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu trực tiếp không qua PRA. Thì vừa qua thì Sở Nông nghiệp cũng đã ban hành cái kế hoạch nhập khẩu giống có bản quyền giai đoạn 2021-2025 để phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật để hỗ trợ các đơn vị thực hiện đối với cái nội dung này. Sau khi nhập khẩu giống, các doanh nghiệp đã tiến hành trồng khảo nghiệm để đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái tại tỉnh Lâm Đồng, thị hiếu của người tiêu dùng trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó có một số giống đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Trong suốt 3 năm qua, chúng tôi đã nhập khẩu được khoảng gần 300 giống hoa khác nhau để giới thiệu cho thị trường. Và đây là một cái điều rất là có ích, rất là thiết thực cho các cái doanh nghiệp trồng hoa của tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025 của ngành hoa Lâm Đồng là mỗi năm nhập trung bình 46 đến 66 giống hoa mới thuộc 23 đến 25 họ, phù hợp với nhu cầu thị hiếu trong nước và xuất khẩu, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất hoa đạt 10.800 hectare gieo trồng với sản lượng khoảng 4 tỷ cành và 500 triệu chậu hoa các loại. Trong đó, diện tích sản xuất các giống hoa nhập nội trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.000 hectare gieo trồng. Tỷ lệ diện tích sản xuất hoa từ các giống có bản quyền đạt 35-40%. Tỷ lệ hoa xuất khẩu của tỉnh đạt từ 15-20% trên tổng sản lượng hoa toàn tỉnh. Thông qua cái đề án này, thì hội đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm sao nghiên cứu những cái giống hoa mà nó phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương Đà Lạt Lâm Đồng. Và nó phải mang lại một cái giá trị cho chính doanh nghiệp cũng như là cho bà con nông dân liên kết với các doanh nghiệp. Và trên cơ sở kết quả khảo nghiệm những giống hoa mới, các doanh nghiệp chuyển giao giống nhập khẩu đúng quy định cho nhóm nông hộ, các hợp tác xã, doanh nghiệp, đảm bảo giống đúng tiêu chuẩn và có hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Từ cái cơ sở khảo nghiệm của các cái doanh nghiệp đó thì Hiệp hội Hoa cũng sẽ cùng với Sở Nông nghiệp là thông tin cho bà con về cái quy trình kỹ thuật trồng cũng như là định hướng của cái thị trường. Trên cơ sở đó thì bà con có thể là đặt hàng thông qua các cái doanh nghiệp này để mở rộng cái sản xuất kinh doanh với các cái mặt hàng mới như cây trang trí, cây cảnh cũng như một số các cái loài hoa mới. Việc chuyển giao các giống hoa nhập nội có bản quyền vào sản xuất đại trà sẽ hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ hoa cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó tạo ra các vùng sản xuất hoa có điều kiện sản xuất tiên tiến, hiện đại, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người sản xuất hiện nay và dần chuyển sang tư duy sản xuất hoa công nghiệp hiện đại, đóng góp vào mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Lâm Đồng. Bà con và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Một lần nữa kính chúc bà con và các bạn một năm mới an lành thịnh vượng.
Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy quen thuộc 02633 829 930. Đến đây thì Thanh Hải, Kiều Anh và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.